Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm qua mình đi bắt ngao ấy, thì mình bắt được con hoki của Nhật Bản. Thì tiếng Việt Nam gọi là con sò lưỡi đỏ. Thì hôm qua mình chưa review cho các bạn vì mình còn phải ngâm để cho nó bớt cát ở trong mồm nó ra. Thì hôm nay anh em mình sẽ giới thiệu cho các bạn về con đấy. Đây nha các bạn nhá. Đây là con hoki của Nhật Bản này. Việt Nam gọi là con sò lưỡi đỏ đấy. Bởi vì cái phần lưỡi thịt của con sò này lúc nấu chín hay là cần dùng nhiệt độ thì nóng nên là nó chuyển sang màu đỏ. Thì mình ngâm từ trưa hôm qua đến giờ mình mới bỏ ra đấy. Giờ mình sẽ rửa qua cái vỏ của nó xong rồi tách ra nhé. Mình đeo găng tay vào cho nó chắc chắn các bạn, không là làm những cái này vỏ nó sắc lắm, quẹt vào tay là chảy máu ngay nhé. Bây giờ thì mình sẽ tách mồm nó ra nhé. Tách con này nó cũng đơn giản đấy các bạn, vì hai cái cục thịt giữ hai cái vỏ của nó thì nó ở hai cái đầu này, thì mình chỉ cần tách nhẹ hai bên đầu này ra là nó mở ra. Đây các bạn này, đây nhá. Thì cái phần chốc mình đun chín ý, thì đây cái phần này nó sẽ đỏ. Hôm nay mình sẽ làm một món là món nướng các bạn nhé, sò lưỡi đỏ nướng. Bởi vì con này chỉ có nướng nó mới ngon. Mình đã tách hết số sò ra rồi các bạn nhá. Thì sẽ chuẩn bị sang bơ hành để chốc nướng. Mình sang đây nghiện bơ hành. Nướng cái gì có bơ hành thơm lắm các bạn. Ăn béo, tuyệt vời. Bài chưa tìm sao? Không phải ông ngồi cạnh Duyên các bạn đấy. Đi mình khó từ trước đúng không? Ngồi cạnh Duyên là khói. Bà cũng có đủ anh. Bốn người đây. Đây nha các bạn nhá. Con này nó chín là nó đỏ như này. Đấy, sò lưỡi đỏ của Hokkaido Nhật Bản nhé. Bây giờ mình sẽ thưởng thức con này. Nhà mất ở nhà bên trắng cái kìa, nhà nào này. À, ngon nhỉ? Ngon nè. Ừ. Ngọt dai, ngọt lắm. Ngon. Dọn nhà mà. Dọn nhà chốt được. À. Phê. Quá phê. Đang tuyệt vời. Đang hấp bia nhỉ? Đang hấp bia. Đang hấp bia. Có ai chăm những này không đấy? Em chăm. Quăng ở phải ăn cái nóng cho xem. Đấy. Ra đi. Sao mà xong mà đúng rồi. Về thôi, Quang nó hủy rồi. Về rồi. Chưa có phần này, chị đi về. Không muốn ăn nữa, chuyện mang hết đống này về. Không bê ra khỏi được cái mảnh đất này đâu. Được. Chuyện
cho Quyên chuyên quay hát, hát quay bò kéo quay. Thì anh em mình, chị em mình đã xử lý sạch sẽ rồi các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video này thú vị hãy cho anh em mình like, một share và một subscribe để ủng hộ kênh sẽ ra nhiều video hay hơn. Bây giờ thì anh em mình sẽ dọn dẹp. Tạm biệt các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn nhá. Lần chào đúng không? Em thấy luôn đó chị. Ôi em thấy luôn, em lại thấy luôn.